Chào tất cả anh em nhé. Mặc dù đợt này đang có dịch cúm corona nhưng mà lâu lâu không đi thì vẫn phải đi quẩy. Hôm nay mình lại đến quán chơi tiếp. Anh em xem video của mình nhá. Bây giờ đang vào quán. Biết này đông không?